Hello, xin chào anh em, chào mừng em quay lại với channel của mình. Như vậy là ngay chuẩn bị tới cái sự kiện lễ hội Halloween rồi. Ở server mới thì nó chưa có cái sự kiện này, nhưng mà server cũ thì đã có rồi. Mấy cái server sau server mới ấy, thì ngày mai, chính thức là ngày mai, như theo anh em xem trên cái lịch trình sự kiện thì anh em sẽ thấy là ngày mai nó sẽ có cái sự kiện này. Vậy bây giờ anh em mình sẽ cùng đi xem trước thử xem cái sự kiện lễ hội Halloween nó gồm những cái phần thưởng gì và nó có dễ chơi không nhá anh em. Ở đây mình thấy có cái skin nhà này, phòng thủ kỵ 5%, sức mạnh bộ binh trừ 5%. Cái này thì cho mấy anh em chơi kỵ thì tốt hơn. Nhưng mà nhìn chung là skin lần này làm cái nhà skin Halloween lần này đẹp, rất là đẹp anh em ạ. Cái này thì là trang bị. Còn cái này thì là dùng để trang trí này, vật phẩm trang trí, kẹo Halloween, rương bí ngô. Rồi bây giờ anh em mình sẽ đi xem thì ở trong những cái nhiệm vụ hàng ngày như thế này, anh em chỉ cần xem nhiệm vụ anh em làm thì nhìn chung là cái này nó rất là dễ. Cố gắng làm những cái nhiệm vụ này để lấy những cái vật phẩm là kẹo Halloween. Ở ngày thứ hai cũng như thế luôn, anh em cũng hoàn thành những cái nhiệm vụ sử dụng điểm hành động như thế này. Ở cái mẹo mà sử dụng điểm hành động thì anh em có thể là đánh con man rợ sau đấy hủy, kéo đánh con man rợ, nhưng mà đừng có đụng đụng tới con man rợ sau đấy anh em hủy thì nó vẫn tính cho anh em là sử dụng điểm hành động nha anh em, thì sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ này rất là nhanh. Đánh bại man rợ chắc chắn là trong cái sự kiện này anh em sẽ phải xả áp để đánh man rợ rồi, thì cái việc mà đánh bại 300 con man rợ nó cũng không quá là khó đối với 5 ngày. Và mà đặc biệt mấy anh em mới chơi thì lưu ý là cái nhiệm vụ này anh em có thể làm trong 5 ngày, 6 ngày. Đến khi nó kết thúc cái sự kiện anh em có thể xem ở đây. 7 ngày thì nó anh em mới hết hết cơ hội để nhận được những cái rương bí ngô như thế này. Thì anh em sẽ có tới 7 ngày để nhận những cái vật phẩm như thế này. Sau đó donate để đổi lấy tượng cam các thứ. Ở cái sức mạnh đội quân nè, những cái nhiệm vụ mà bao gồm anh em lưu ý giúp cho mình là tăng sức mạnh đội quân này, huấn luyện số lượng lính này, sử dụng sức mạnh kỹ thuật quân sự này, sử dụng tăng tốc này. Những cái nhiệm vụ như vậy thì không nhất thiết là anh em phải hoàn thành ở những cái ngày đầu tiên, mà anh em có thể đợi tới ngày thứ tư và ngày thứ năm. Vì ở tới cái ngày thứ tư và ngày thứ năm nó sẽ có một cái nhiệm vụ là sử dụng tăng tốc. Đến khi đó anh em có thể sử dụng tăng tốc để hoàn thành những cái sức mạnh kỹ thuật như thế này, hoặc là sử dụng tăng tốc để hoàn thành những cái sức mạnh đội quân, hoặc là trên số lượng lính. Thì ở ngày 4, ngày 5 anh em sẽ hoàn thành nó thì nó sẽ là tốt nhất. Cái đánh bại man rợ đây cũng vậy, cứ tới ngày thứ năm anh em hoàn thành nó cũng được, còn không thì để đến ngày thứ sáu, thứ bảy nếu mà anh em có nhiều thời gian kéo man các thứ. Ở ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, những cái nhiệm vụ của từng ngày thì mình đã làm rất là nhiều video, anh em có thể xem lại những video cũ. Rồi mình sẽ đi xem ở cái vật phẩm cái ô tiếp theo, nó chính là đêm bí ngô. Ở đây mình thấy có mở khóa bằng 7k game này, có nghĩa là event này là event 7k game. Anh em sẽ sau khi mở khóa và hoàn thành cái cấp độ cuối cùng là cấp độ level 25, anh em sẽ nhận được là, để mình xem có đúng 35 tượng cam không nhá anh em. 15, 10 là 25 nè, 30 nè. Rồi đúng rồi. Vậy là như vậy là cái sự kiện này anh em sẽ đổi mở khóa 7k game, sau đấy nhận 35 tượng cam. Thì có thể nói là cái sự kiện này là cái sự kiện phải gọi là free, miễn phí, quà khủng nhất ở trong cái game này rồi. Nên mà cố gắng là hoàn thành tới cấp độ level 25. Còn ở cái mở khóa 219, mở khóa 219 nhiều anh em hiểu lầm là mở khóa 219 thì anh em sẽ mở khóa luôn cái cấp độ level 25. Cái này không có nha anh em. Anh em mở khóa 219 ở đây, khi anh em mua vật phẩm này mở khóa thì có nghĩa là anh em sẽ nhận thêm những cái phần thưởng bổ sung khi mà anh em hoàn thành nó. Ví dụ như anh em mở khóa 219, anh em sẽ nhận được 150 cái vật phẩm kẹo Halloween nè, 150 vật phẩm nè. Thì nó giúp cho cái quá trình anh em donate vào trong này để làm cái thanh nhiệm vụ này tới cấp độ level 25 được nhanh hơn. Đó, nó là như vậy thôi, chứ không phải là anh em mở khóa cái cấp độ 219.000 ở đây thì anh em có thể là mở full luôn cái cấp 25, nó là không có nha anh em. Chẳng qua nó giảm thiểu được cái thời gian anh em làm cái sự kiện này nó được nhanh hơn, lên cấp độ level 25 được nhanh hơn. Cái thứ hai, anh em sẽ nhận thêm được một số vật phẩm bổ sung ở trong cái
cái ô mà 219, mở khóa 219 này, mình thấy nó có cũng có khá là nhiều điểm VIP ở trong này, tăng tốc các thứ vân vân, đặc biệt là kẹo để anh em có thể donate hoàn thành cái nhiệm vụ được nhanh hơn. Và một cái lưu ý là anh em hoàn thành ở cấp độ nào thì anh em nhận quà ở cấp độ đó. Ví dụ như anh em hoàn thành ở cấp độ 20 thì chỉ nhận được quà cấp độ 20 thôi. Cho nên nếu mà mở khóa 7k game hoặc là mở cái khóa 219.000 ấy, thì anh em cố gắng lưu ý là hoàn thành tới cấp độ level 25. Một số anh em hỏi là trong cái sự kiện này nó có tip hay nó có mẹo hay là như thế nào không? Thì thực sự nếu mà anh em có nhiều thời gian thì anh em thu gom tài nguyên trong thành phố như thế này, hoặc là thu gom tài nguyên trên bản đồ. Thì thu gom tài nguyên trên bản đồ thì nó có cái mẹo là anh em thu gom từ 80k cho đến 100k tài nguyên, 120k tài nguyên. Đó, nó sẽ giới hạn đến từng đấy thì anh em cho lính về. Nhưng mà cái này đòi hỏi rất mất rất là nhiều thời gian. Và trong những cái sự kiện gần đây thì làm theo cái cách đấy, cái xác suất ra rất là thấp mà nhìn chung là rất là mất thời gian của anh em. Chính vậy cái chợ trong cái sự kiện này chỉ có thể là nếu anh em siêng thì vào thu gom trong thành phố có khoảng 1 tiếng thì vào một lần. Thu gom tài nguyên trong thành phố như thế này là được rồi. Và một cái nữa là cố gắng chịu khó xả app để đánh man. Một số câu hỏi liên quan đến cái việc xả app đánh man, nếu mà trong cái giai đoạn chuẩn bị KVK đánh cướp bóc ấy, nó có rớt hộp quà không? Thì chắc chắn là nó sẽ có rớt, bởi vì cái đấy mình có test rồi nha anh em. Nếu mà anh em đang ở trong cái giai đoạn chuẩn bị đánh cướp bóc các thứ thì anh em nên xả app để đánh luôn. Một combo việc vừa đánh cướp bóc để lấy quà được, vừa hoàn thành được cái nhiệm vụ event như thế này, nó đều rớt quà hết nha anh em. Còn không thì anh em có thể đánh man rợ ở map thường, map KVK vân vân. Thường thì map KVK 1, 2, 3 nó sẽ lợi hơn. Map KVK chinh phạt thì nó sẽ tốn áp hơn một chút. Rồi thì anh em sẽ hỏi mình là ví dụ ở trong cái trường hợp map thường và map KVK 1, 2 và 3 thì cái số lượng áp anh em xả để có thể hoàn thành được cái cột mốc level 25 nó sẽ rơi vào khoảng trên dưới 50k áp. Tùy vào mỗi người, tùy nhân phẩm, tùy vào cái mốc thời gian đánh, nhưng mà theo mình nghĩ thì anh em nên đánh vào trong cái khoảng thời gian nó chính là vào cái tầm 7 giờ sáng giờ Việt Nam ấy, cái tầm buổi sáng ấy, với lại buổi tối muộn ấy. Tối muộn nó sẽ rơi vào tầm 2-3 giờ sáng thì anh em đánh lúc đấy nó sẽ ra nhiều cái vật phẩm rương bí ngô hơn khi mà anh em đánh bại man rợ trên bản đồ này. Hoặc cũng có thể là anh em xả app, anh em đánh 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, sau đấy anh em nghỉ không đánh nữa, xong để khoảng cách khoảng 2-3 tiếng anh em vào anh em đánh lại một lần thì mình nghĩ là xác suất phục nó cũng rơi cao hơn. Mình cũng đã đánh thử và mình thấy nó cũng cao hơn một chút thôi chứ không phải là nhiều hơn, nhưng mà nhìn chung là nó vẫn đỡ hơn so với những cái mốc thời gian. Ví dụ tối anh em rảnh, anh em về anh em đánh thì cái lúc đấy thì cái xác suất nó sẽ rơi thấp hơn. Tuy nhiên là cái sự kiện này nhìn chung là đa phần là 90% anh em đều có thể hoàn thành được cái cấp độ level 25 rất là dễ dàng. Nó không đến nỗi khó lắm, bỏ vài chục cái app để lấy 35 tượng cam, cũng như là vô số cái vật phẩm như thế này, skin nhà miễn phí các thứ, thì nó vô cùng, nói chung là cái sự kiện này nó quá là rẻ rồi. Anh em bỏ qua mà không chơi full được cái level 25 của sự kiện này thì thực sự rất là tiếc luôn. Rồi, như vậy anh em mình đã xem xong sơ sơ về cái sự kiện bữa tiệc Halloween 35 tượng cam miễn phí. Một cái nữa là nếu mà anh em mở khóa 7k game thì trong đây vật phẩm, những cái vật phẩm game như thế này nó sẽ trả lại cho anh em nè. Nhìn chung là nó sẽ hoàn trả lại cho anh em tương đối với cái số lượng game anh em đã mở ra luôn. Chính vậy là cái sự kiện này giống như là miễn phí rồi, anh em chỉ bỏ một chút app, một chút thời gian để cày cuốc thôi. Trong đó thì nó có thêm một cái sự kiện vật phẩm đua với thời gian. Ở cái sự kiện này đánh bại man rợ càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt thì anh em sẽ đạt được rank cao. Thì ở trong cái sự kiện đua với thời gian này, cái mẹo thì anh em nên đánh với 2 đến 3 người chơi. Nếu mà ở map chinh phạt có thể đánh 4, 5 đến 6 người thì anh em sẽ đạt được cái điểm, số điểm cao hơn. Nhớ dùng bút mở rộng, nhớ cắn đá, nhớ sử dụng những viên đá mà tăng tốc, tăng tốc độ di chuyển, và sử dụng, đặc biệt là phải sử dụng 5 đạo kỵ để đi cho nó nhanh. Những tướng chuyên về đánh man rợ, bên lì bye bye các thứ thì có bút tốc các thứ thì anh em sẽ di chuyển để tránh bị mít con man rợ, thì anh em sẽ chơi được cái sự kiện đua với thời gian này nó được tốt hơn. Mà nếu mà anh em muốn xem một cái thông tin chi tiết hơn về cái sự kiện đua với thời gian thì anh em cũng có thể xem lại những cái video trước, mình cũng đã làm rất là nhiều về những cái sự kiện này rồi. Rồi, nhìn chung nó chỉ có vậy thôi nha, cái sự kiện này nó chỉ có như vậy thôi. Halloween với lại thêm một cái sự kiện là đua với thời gian. Rồi, như vậy là nhìn chung là mình đã review sơ lược cũng như là chia sẻ một số cái mẹo nhỏ nhỏ về cái sự kiện Halloween. Hy vọng là những anh em mới chơi thì sẽ
hoàn thành được cái sự kiện này ở cái cấp độ level 25. Nếu như anh em có một cái mẹo và một có một cái tip nào đó mà cảm thấy là kiếm được vật phẩm bằng ba cái phương thức như thế này, thu thập tài nguyên trong thành phố, thu thập tài nguyên trong bản đồ và đánh bại man rợ được nhanh hơn, anh em có thể comment ở dưới cái video để cho những anh em khác người ta có thể xem, người ta biết được cái mẹo tốt hơn những cái cách mà mình chia sẻ nữa, để có thể chơi tốt cái sự kiện này nhằm tránh hạn chế duy nhất là tốn áp và tránh mất thời gian nhiều để có thể hoàn thành sự kiện. Rồi, video này đã hết rồi. Nếu mà anh em thấy hay, nhấn cho mình xin một like, ủng hộ cho mình một subscribe để mình có động lực làm những video tiếp theo chia sẻ cho anh em. Rồi, xin chào anh em nhé. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau.